Tử vi tuổi Hợi tháng 12 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Lộc Tài. Lời đầu tiên xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý anh chị thân mến, từ cổ xưa đã có câu mệnh tại thiên, vận tại nhân, mang hàm ý rằng mệnh là do ông trời định đoạt, còn vận thì nằm trong tay ta và chúng ta có thể thay đổi vận mệnh của mình. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy trên thế gian này, mỗi sinh mạng là một cuộc đời, một câu chuyện khác nhau. Có người vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, cả đời sống trong nhung lụa, sung sướng, sức khỏe dồi dào, sống lâu trăm tuổi. Có người thì tuổi trung niên vạn phần vất vả, nhưng về già lại được cuộc sống yên bình, khỏe mạnh. Có người thì tuổi trẻ vang danh thiên hạ, người người kính trọng, nhưng những năm tháng cuối đời lại sống trong cô đơn, thiếu thốn. Và vận mệnh hoàn toàn có thể thay đổi nếu biết tích đức và hóa giải những tai ương. Và ngày hôm nay, trong chuỗi hành trình luận tử vi, chúng ta sẽ tìm hiểu vận trình những gia chủ tuổi Hợi diễn ra như thế nào, chi tiết các hung nạp vận ra sao trong tháng 12 âm lịch. Hãy cùng theo dõi video ngay sau đây của chúng tôi để nhận lời khuyên từ những chuyên gia phong thủy hàng đầu. Ngoài ra, trong tháng này, Thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mồ mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại hiển thị trên màn hình. Thứ nhất là tổng quan tháng 12 âm lịch năm 2020. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 2020 và kết thúc vào ngày 30 tháng 12 năm 2020 âm lịch, tức ngày 13 tháng 1 năm 2021 đến ngày 11 tháng 2 năm 2021 dương lịch. Tháng này không phải tháng nhiều đen đủ đối với những người tuổi Hợi, tuy nhiên có một số ngày trong tháng 12 âm lịch, những gia chủ tuổi Hợi sẽ cần chú ý. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 9 tháng 12 năm 2020, tức ngày 21 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Tỵ, đặc biệt đại kỵ với các mệnh chủ tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 và mệnh chủ Quý Hợi sinh năm 1983. Thứ hai là ngày âm lịch 21 tháng 12 năm 2020, tức ngày mùng 2 tháng 2 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Tân Tỵ, đặc biệt đại kỵ với các mệnh chủ tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 và mệnh chủ Ất Hợi sinh năm 1995. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Nếu muốn tiến hành cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Ngoài ra còn có các ngày tốt đối với người tuổi Hợi. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 6 tháng 12 năm 2020, tức ngày 18 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Bính Dần, có nạp âm là Lô Trung Hỏa. Thứ hai là ngày âm lịch 18 tháng 12 năm 2020, tức ngày 30 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Dần, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Thứ ba là ngày âm lịch 30 tháng 12 năm 2020, tức ngày 11 tháng 2 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Canh Dần, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Đây là ba ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline của chương trình để được các trợ lý hỗ trợ. Thứ hai là tổng quan tử vi tuổi Hợi trong tháng 12 âm lịch. Thứ nhất là về mặt sự nghiệp của người tuổi Hợi sẽ tăng trưởng vượt bậc và mạnh mẽ vô cùng trong tháng 12 âm lịch. Dù làm về lĩnh vực gì, bản mệnh cũng đều sẽ nhanh chóng gặt hái được thành công liên tục từ đầu tới cuối tháng. Trong công việc, đôi khi bản mệnh phải đối diện với thử thách, nhưng vấn đề không quá to tát, chỉ cần giữ thái độ lạc quan, tự tin thì mọi việc đều có thể được giải quyết một cách thuận lợi. Đây cũng chính là cơ hội để bạn thể hiện khả năng của mình cho đồng nghiệp cấp trên, để giúp các gia chủ hóa giải được những thị phi xui xẻo, giúp con đường công danh tài lộc thêm phần hanh thông rộng mở. Quý anh chị tuổi Hợi cần mang theo bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo và kim bài Thái Tuế hộ thân để nghênh Thái Tuế. Sử dụng kim bài Thái Tuế để hóa giải thị phi và sử dụng Minh Quang Pháp Bảo là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ. Cả hai đều là vật phẩm hộ thân tăng cường vận khí giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Thứ hai là mặt tài lộc. Tử vi cho thấy tài lộc là điểm sáng trong vận trình của người tuổi Hợi trong tháng 12 này. Tài lộc chủ yếu nằm ở thu nhập từ công việc, bạn tài giỏi, nhiệt huyết, tận tâm nên sẽ được nhận những phần thưởng xứng đáng.
Tuy nhiên cũng chính do tính cả nể, hào phóng của bạn nên đã cho người khác vay tiền mà không tính toán. Bạn cần học cách quản lý chi tiêu và các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Những người làm công ăn lương cần cẩn thận với công việc mình phụ trách, tránh gây ra sai sót ảnh hưởng đến tập thể và thu nhập cá nhân. Nếu làm đầu tư, kinh doanh, bản mệnh cần suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Còn với những bạn làm kinh doanh buôn bán thì làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Thời điểm này bản mệnh thực sự chăm chỉ, làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít được. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm sẽ có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm sẽ giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Thứ ba là mặt tình cảm và gia đạo. Tử vi tháng 12 năm 2020 âm lịch cho biết, chuyện tình cảm của bản mệnh không có nhiều biến động so với tháng vừa qua. Bạn và người ấy thường xuyên trao đổi tâm sự với nhau hơn, không để xảy ra những hiểu lầm đáng tiếc. Thế nhưng có thể những mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè, người thân trong tháng 12 này gây ra căng thẳng cho bạn. Khuyên bản mệnh đó là nên nín nhịn một chút cho mọi chuyện qua đi. Để tăng cường vận khí, giúp con đường tình duyên của bản mệnh hanh thông rộng mở, quý gia chủ tuổi Hợi nhớ mang theo bên mình vòng tam giác khai vận gỗ huyết long, Hợi Mão Mùi. Ngoài ra vật phẩm còn có tác dụng hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, kích tình duyên và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Thứ tư là về mặt sức khỏe. Đối với gia chủ tuổi Hợi, tử vi tháng này khuyên bạn nên cẩn thận hơn về sức khỏe. Áp lực từ công việc khiến bản thân rất mệt mỏi, ảnh hưởng đến tâm trạng và giấc ngủ của bạn. Bạn cần chắc chắn đảm bảo có giấc ngủ đủ, chăm sóc bản thân, có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý. Đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần sức khỏe. Chớ nên âu sầu lo lắng vì những chuyện đã qua, tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh vui vẻ được. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Hợi nên đem theo bên mình pháp khí phong thủy vòng tam giác khai vận Hợi Mão Mùi để đem lại sức khỏe và sự bình yên trong tâm thức. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mồ mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại hiển thị trên màn hình. Thứ ba là tử vi chi tiết từng tuổi Hợi trong tháng 12 âm lịch. Thứ nhất là tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Người sinh năm Kỷ Hợi sẽ phải trải qua một năm khá bình ổn. Tình trạng sức khỏe của con giáp này khá ổn định. Trên phương diện tiền bạc, tháng 12 năm 2020 không phải là thời điểm đầu tư thích hợp. Bản mệnh gặp phải nhiều trở ngại. Nếu không muốn mọi công sức mình bỏ ra đều đổ sông đổ bể, bản mệnh cần chú ý quản lý tiền bạc, không nên thử tham gia những hoạt động đầu tư mới mẻ. Trước khi quyết định đầu tư cần cân nhắc kỹ càng. Ngoài ra bản mệnh hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy vòng tam giác khai vận Hợi Mão Mùi để kích hoạt tài lộc, tăng cường vận khí và chiêu mời quý nhân tương trợ giúp đỡ cho bản mệnh. Đồng thời vật phẩm sẽ mang lại may mắn và bình an cho bản mệnh. Thứ hai là tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Vận trình của người tuổi Tân Hợi trong tháng 12 này khá tốt đẹp, nhất là ở phương diện sự nghiệp. Bản mệnh có thể tìm được nhiều thời điểm để thể hiện năng lực của bản thân mình, nhận được sự đánh giá cao của cấp trên, từ đó có nhiều cơ hội thăng chức tăng lương, đạt được bước phát triển lớn trong sự nghiệp. Tuy nhiên, con giáp này không nên vì thế mà trở nên kiêu ngạo, coi thường người khác. Cần giữ thái độ khiêm tốn, có cách ứng xử khéo léo với tất cả mọi người, kiêng kỵ nhất là việc nảy sinh mâu thuẫn với người khác. Ngoài ra, người tuổi Tân Hợi nên sử dụng pháp khí phong thủy tam giác khai vận Hợi Mão Mùi để tăng thêm vận khí cho bản thân, kỵ tà, hóa sát, mang lại may mắn, tài lộc trong công việc và các mối quan hệ. Thứ ba là tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Trong tháng 12 âm lịch, tuổi Quý Hợi trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì cần phải suy nghĩ kỹ càng và cần tìm cách nâng cao hiệu quả công việc. Trên phương diện tình cảm, bản mệnh cũng gặp phải những chuyện không như ý muốn. Người độc thân khó tìm được một người như ý muốn, khó thành đôi thành cặp với người trong lòng. Đây không phải là thời điểm thích hợp để tính tới chuyện kết hôn. Với những người đã lập gia đình, tình cảm vợ chồng gặp nhiều trắc trở, mâu thuẫn, tranh chấp thường xuyên xảy ra. Nếu không biết thông cảm và thấu hiểu cho nhau thì rất dễ dẫn đến kết cục tan vỡ. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Quý Hợi luôn mang theo bên mình kim bài thái tuế để tăng thêm may mắn, tài lộc. Thứ tư là tuổi Ất Hợi sinh năm 1995. Năm Canh Tý là một năm khá may mắn đối với người tuổi Ất Hợi.
Trên phương diện tình cảm, những người độc thân được nhiều đối tượng khác phái theo đuổi, vận đào hoa nở rộ, có thể nhanh chóng tìm được người phù hợp với yêu cầu của mình. Để tránh những phiền não trong tình cảm, bản mệnh cần có thái độ nghiêm túc khi yêu đương, không nên đứng núi này trông núi nọ hoặc giữ quan hệ tình cảm với nhiều người trong cùng một lúc. Còn với những người đã kết hôn, có quan hệ vợ chồng hòa hợp, đôi bên thấu hiểu và bao dung cho nhau. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Ất Hợi còn khá chần chừ nên đôi khi thiếu quyết đoán trong mọi việc, dẫn đến bạn thất bại trong nhiều thứ. Tuổi Ất Hợi cần năng động hơn, mạnh mẽ hơn mới mong có thể thành công. Để thành công và may mắn hơn trên con đường công danh sự nghiệp, giúp bạn vạn sự như ý, các gia chủ hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm còn có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Trên đây chúng tôi đã chia sẻ với quý vị về vận trình tháng 12 năm 2020 âm lịch của các gia chủ tuổi Hợi. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Hợi, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc các anh chị luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống.